bỏ đói mẹ già. Bà già kia, tiền hôm trước con Út nó đem về đâu rồi? Mang đây tôi có việc. Út nó sang chơi, chứ có cho mẹ đồng nào đâu con. Lần nào nó sang chơi, nó trả cho bà tiền. Này, hay là bà giấu tôi chứ gì? Bà cất ở đâu rồi? Mang ra đây nhanh lên. Thả cho mẹ đi con ơi, không có tiền đâu. Vợ nó đâu rồi? Thế nào, có tiền không? Không, không có đồng nào hết anh ạ. Vậy thì cứ cho mẹ đói khát cả tuần đi, kiểu gì chả có người đến đưa tiền. Nhanh cắp cái bị ra đây, cả tối nay ăn cám bây giờ. Vâng ạ, để em đi chuẩn bị. Thật tội nghiệp cho Miêu, người con trai và con dâu mỗi ngày một quá đáng. Chúng đành lòng bỏ đói mà cứ ông già ốm yếu không cho bà ăn uống. Miêu phải lọ mọ đi tìm rau ăn ngay cả trời đang đổ mưa lớn. Trời ơi là trời, ốm với chả đau suốt ngày. Cứ thế này thì có mà ăn cám à. Dậy đi cái bà già kia. Bà còn nằm đấy à? Dậy đi nấu cơm cho tôi này. Con ơi, mẹ sốt cao quá, con chạy đi mua cho mẹ thang thuốc. Thôi kệ bà ấy đi, đi ra ngoài kia kiếm cái gì mà ăn, không chết đói hết bây giờ. Con ơi, cứu mẹ với. Tôi lạy ông đi qua, tôi lạy bà đi lại cho vợ chồng tôi ít tiền sống qua ngày với. Chồng ơi, đường này vắng như chùa Bà Đanh ý, không nghe được tiếng bước chân nào cả. Thôi, cố thêm tí nữa em ạ. Nhà đã nghèo rồi, lại phải nuôi thêm cái bà già ấy nữa. Anh xem thế nào, chứ em mệt lắm rồi. Khổ nỗi bà già ấy lại là mẹ của anh em ạ. Nhưng mà còn mảnh đất, chịu khó chút nữa là tống được cái của nợ ấy đi rồi. Đúng lúc đó có một cặp đôi đi qua, Trang và Linh liền thay đổi ngay khuôn mặt, nhưng bất ngờ khi nhận ra đấy là em gái ruột của mình. Anh chị, sao hai người lại ngồi đây? Không ngồi đây xin tiện thì chết đói à em. Ai được sung sướng như vợ chồng nhà cô. Em xin lỗi, dạo này em bận việc quá không về thăm mẹ được. Em có chút bánh kẹo, anh chị cầm về đưa mẹ giúp em nhé. Lần sau em đừng làm như thế. Mẹ ở nhà em cứ để cho anh chị lo. Anh Linh nói đúng rồi đấy em ạ. Mẹ cứ để anh chị lo. Vâng ạ, vạn sự em nhờ anh chị nhé. Mấy bữa nữa em thu xếp rồi về thăm mẹ ạ. Được rồi, em cứ gửi tiền đều đều cho mẹ là được mà. Không còn ngại ngần gì nữa, Lan liền đưa cho anh chị một sắp tiền lớn về quê chăm sóc mẹ. Tưởng rằng ngon ăn, nhưng vẻ mặt vui mừng của hai người đã không tránh khỏi được sự nghi ngờ của Tân. Anh nghĩ hai anh chị không được tốt như vẻ bề ngoài đâu em ạ. Sao anh lại nghĩ thế? Anh nghĩ mình cứ nên thử cho chắc. Sao bọn em lại quay lại đây làm gì vậy? Chuyện là mấy bữa nữa hai vợ chồng em đi công tác, nhờ anh chị đón mẹ lên trong nhà giúp em nhé. Thật thế hả? Được, chuyện này để anh chị lo. Hai em về đi, vợ chồng mình về chuẩn bị đồ nào. Nói rồi ngày hôm sau, Trang và Linh liền dẫn mẹ qua nhà mới để ở, tưởng rằng là một gia đình hạnh phúc. Ôi, anh ơi, cả đời em chưa chắc đã dám nghĩ đến số phận mình lại được đặt chân vào đây. Anh chị ở nhà trong nhà giúp em nhé. Vợ chồng em đi công tác 2 tuần mới về. Ừ, cái này đơn giản. Các em cứ đi đi, để anh chị lo. Mẹ ở đây trông nom nhà cửa giúp tụi con nhé. Vài bữa nữa con về rồi thu xếp đón mẹ lên ở cùng. Vậy là Lan và Tân đã giao phó người mẹ và căn nhà lại cho hai anh chị. Không biết mục đích của hai người là gì, nhưng chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Linh với Trang đã có hành động vô cùng tệ bạc với người mẹ của mình. Cuộc sống sau này sẽ ra sao với Miêu đây? Anh ơi, em đang hình dung sau này nơi đây sẽ là cung điện của chúng ta anh ạ. À, nói thật là nguy nga và lộng lẫy. Em đi cẩn thận vào chứ, hỏng hết đồ ăn của anh rồi đây này. Úi giời, hoàng hậu của anh đây mà không lo, đi lo mấy cái bánh vô bổ đấy à. Vô bổ mà có cái để nhét vào mồm cô đấy. Ngồi xuống đây ăn đi. Nói nhỏ thôi, bà già rồi nhưng mà thính lắm. Cẩn thận không lại nghe thấy hết bây giờ. Hôm nay ăn món gì đây hả các con? Ăn uống cái gì đâu, mẹ đi vào trong kia đi, không ngã ra đấy bây giờ.
Miêu bỏ đi trong buồn bã, hai dòng nước mắt không thể nào kìm lại được. Tại sao bà lại có những đứa con như thế? Phận là mẹ bao năm nuôi con khôn lớn mà giờ đây không được báo đáp, ngược lại còn là sự vô ơn bất hiếu của hai vợ chồng Trang và Linh. Một lần làm vua thì tận hưởng đi em yêu, tất cả là của hai vợ chồng mình hết. Anh nói chỉ có chuẩn thôi tình yêu của em ạ, mấy cái rào lợn ở nhà mình sao sánh bằng được. Chồng ơi, em bảo này, anh nghĩ cách nào cho mụ già nhà mình chết quách đi được không? Thế là được mảnh đất rồi. Em nói cái gì cơ? Tại sao em có thể nói ra được câu đấy chứ? Ý kiến hay đấy, sao bây giờ em mới nói là thế nào? Trang và Linh đang muốn giở trò gì đây? Liệu Miêu có trải qua được kiếp nạn do chính những người con của mình gây ra hay không? Mẹ ơi, mẹ, dậy đi. Con đem cái bánh cho mẹ nè. Mẹ ăn đi cho khỏe. Mẹ cảm ơn con dâu nha. Ăn từ từ thôi mẹ, cẩn thận không nghẹn. Con còn nhiều lắm, để con đi lấy cho mẹ nhé. Tại sao Miêu lại khỏe mạnh sau những gì mà người con muốn hại? Có điều gì ẩn sâu ở đây chăng? Chúng ta cùng tiếp tục xem bất ngờ gì đang ở đằng sau nhé. Cô cho cái thuốc gì thế hả? Sao bà ta không chết? Chắc chưa đủ anh ạ. Để em cho gấp đôi số lượng xem sao. Để tôi xem, lần này bà có sống được nữa không? Mẹ ơi, con đem cho mẹ chiếc bánh nữa này, mẹ ăn đi. Ôi trời ơi, bà già ăn hại này. Có cái bánh thôi cũng làm rơi thì bà làm được gì cho đời nữa hả? Bà mau ăn hết cho tôi, nuốt đi. Chị dừng lại được rồi đó. Có mỗi việc hạ độc thôi mà ồn ào thế nhỉ? Hả? Cô chú về lúc nào đấy? Anh đi vào đây cho tôi. Anh chị quá đáng lắm, đến mẹ ruột của mình mà cũng dám hãm hại. Chị có làm gì đâu. Chị không phải chối nữa, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Chỉ vì tính tham lam ích kỷ của hai vợ chồng, Trang đã nhẫn tâm hạ độc vào bánh mì của Miêu. Nhưng không ngờ mọi chuyện chỉ là cái bẫy của vợ chồng Lan để lật tẩy được bộ mặt xấu xa của Trang. Cô nhẹ nhàng đánh tráo hai chiếc bánh mì với nhau mà Trang không hề hay biết. Em ơi, chị xin em tha lỗi cho chị đi. Chị không cố ý làm như vậy đâu. Anh chị còn phải là con người nữa không hả? Tại sao ngay chính mẹ ruột của mình mà anh chị cũng dám hại? Anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh chị đi. Mẹ xin hai con đây, hai con tha cho anh chị đi. Dù gì mẹ cũng không sao mà. Kìa mẹ, mẹ đứng dậy đi để bọn con giải quyết. Mẹ đừng làm như thế. Anh chị có biết hạ độc chết người là phạt bao nhiêu năm tù không? Mẹ biết, nhưng dù gì anh chị cũng là con của mẹ mà. Mẹ ơi, con sai rồi. Con biết lỗi của mình rồi. Mẹ cứ đưa con ra pháp luật đi. Em ơi, mẹ ơi, con biết sai rồi ạ. Bây giờ con sẽ đi lên đồn tự thú. Thôi được rồi, bây giờ chúng tôi vì mẹ nên sẽ tha thứ cho anh chị. Mẹ ơi, con bây giờ không còn mặt mũi nào ở cái nhà này nữa. Con sẽ ra tự thú ạ. Anh à, từ bây giờ vợ chồng mình sẽ thay đổi anh nhé. Sẽ không làm những điều xấu xa nữa. Anh suy nghĩ kỹ rồi, hai vợ chồng mình sẽ đi tự thú để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra suốt thời gian qua. Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi hai em. Nhưng quyết định là của con là đứa con bất hiếu, không thể báo đáp lại cho mẹ được. Mặc dù đã được sự tha lỗi của mẹ và hai em, nhưng quyết định của anh không thể thay đổi. Cuối cùng Linh và Trang đã tự thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và chịu sự trừng phạt bởi những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Qua tập phim của MiuTV, các bạn nhỏ đang trong vòng tay của cha mẹ thì hãy yêu quý họ, vì đấy chính là nữ sinh hạnh của chúng ta, và đừng đưa nhân vật Linh và Trang hết.